cho x bình cộng 1 bằng 4x, tính x mũ 3 cộng x mũ trừ 3. Thì các bạn phải biết x mũ trừ 3 này chính là 1 phần x mũ 3 đó các bạn. Mang từ mẫu mà lên tử thêm dấu trừ đó các bạn. Đó, nhớ kiến thức này. Rồi, vậy ta có x bình cộng 1 bằng 4x. Thì ta chia x cho hai vế. Nhưng trước khi chia x cho hai vế thì ta phải nhớ rằng mẫu của mình phải khác không. Vậy mình trường hợp 1 đó là x phải bằng 0 trước. Xem coi có thỏa không. Thế vào đây, thế vào số 1. 1 vậy sẽ tương đương 0 bình cộng 1 bằng 4 nhân 0. Vậy ta có đây ra 1 bằng 0, vô lý. Vậy ta sẽ có được rằng vậy x khác 0. X khác 0 rồi thì ta mới chia hai vế cho x được nha các bạn. Đó. Rút này chia mẫu số chung tách thành mẫu số riêng. Đó. Được chưa? Và ta sẽ ra gì ạ? Ta sẽ ra là đây là x mũ 2 chia cho x mũ 1, chia lấy mũ trừ về x cộng 1 phần phần x bằng 4. Ở này là 1 phần x chính là 1 phần x mũ 1. Vậy ta chuyển về dạng đó là chuyển thành mẫu lên tử là x mũ trừ 1 bằng 4. Sau đó mũ 3 2 vế. Đó. Vậy ta nhớ đến kiến thức A cộng B tất cả mũ 3 bằng A mũ 3 cộng 3A bình B cộng 3B AB bình cộng B mũ 3. Vậy mình sẽ có gì ạ? X mũ 3 cộng 3 x bình nhân x trừ 1. Xin lỗi, nhân x mũ trừ 1 cộng 3 x nhân x mũ trừ 1 mũ 2 cộng x mũ trừ 1 tất cả mũ 3 bằng, tính lần này ra là 64. Để ta có x mũ 3 đây nè, nhân thì lấy mũ cộng 2 cộng cho trừ 1, vậy là còn lại là x mũ 1 cộng đây ra là 3, đây ra là x nhân cho x mũ trừ 2. Đó, rồi mình làm lẹ luôn đi, lấy hai này cộng lại ra là x mũ trừ 1, x mũ trừ 1 cộng đây là x mũ trừ 3 bằng 64. Để hai thằng này gần lại, x mũ 3 cộng x mũ trừ 3. Hai thằng này mình mang 3 đặt làm nhân tử chung. Và đây mình hồi nãy mình có đây. Đây. Đây nè, đó bằng 4. Vậy x mũ 3 cộng x mũ trừ 3 cộng cho 3 nhân 4 bằng 64. Đây ra 12. 64 trừ 12 ra bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn.